Quý vị thân mến, ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng giao lưu kết nối với các khách mời, các độc giả của báo dân trí, những người đã và đang quan tâm đến buổi tọa đàm ngày hôm nay. ở à, đầu tiên là câu hỏi của ông Trần Hữu Tùng, một chủ doanh nghiệp làm trong ngành F&B tại Hà Nội. Tôi là chủ doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình hệ thống, chuỗi cửa hàng. Ngành của tôi hiện tại rất cạnh tranh, từ mặt bằng, nhân sự đến xu hướng trải nghiệm và khẩu vị mới của khách hàng. Trong khi người tiêu dùng thì ngày càng thắt chặt chi tiêu. Tôi rất muốn công ty có thể phát triển bền vững, kể cả quay về làm mô hình bán hàng truyền thống cũng được. Xin hỏi các vị, chuyển đổi từ kinh doanh hệ thống sang kinh doanh truyền thống có phức tạp hay không? Và tôi nên bắt đầu như thế nào? Xin mời các khách mời sẽ giải đáp giúp cho độc giả Trần Hữu Tùng ạ. Rồi, cảm ơn um, độc giả Trần Hữu Tùng đã có cái câu hỏi cho bên chủ chúng tôi. Để ra thì qua cái quá trình mà chúng tôi bản thân tôi đi chia sẻ và dạy cho bên chỗ các cái chủ doanh nghiệp và đặc biệt là rất nhiều chủ doanh nghiệp cũng xuất phát giống như anh Tùng thì để mà nói là phức tạp hay không phức tạp nó còn tùy thuộc của mình. Nếu mà bảo là làm dễ thì cả nước này làm rõ ràng là sẽ khó. Ồ, nó sẽ khó. thế nhưng mà khó nhưng mà người ta làm được thì mình cũng sẽ làm được. cái quan trọng là bạn có sẵn sàng là quyết tâm để làm hay không? Và cái quyết tâm đấy của bạn nó có là lớn hơn so với cái rào cản hay không? Lớn hơn cái khó khăn, cái thách thức không? Khi cái lòng quyết tâm của bạn nó lớn hơn cái rào cản thì chắc chắn bạn sẽ vượt qua được. Còn đâu bạn đều đều bạn sẽ có con đường. Ở đâu có ý chí ở đó có con đường. Nếu bạn chưa biết cách bạn đến hỏi những người đã biết cách rồi. Nếu bạn muốn trèo lên đỉnh Everest thì hãy hỏi xem là cái người nào đã lên cái đỉnh đấy rồi chỉ cho bạn cái con đường để mà làm, đúng không? Chẳng hạn như là một số các học trò của tôi họ cũng là đi lên từ những cái ngành nghề giống như bạn Họ cũng là từ những cái phát triển hệ thống giống như bạn Nhưng mà họ đã chuyển đổi được ví dụ như là trực huyền phi cosmetic chẳng hạn Trước đây bạn làm theo mô hình hệ thống Và sau đó họ bây giờ họ đã chuyển đổi thành mô hình holding, mô hình doanh nghiệp Và trước đây tôi có nói với đại bạn là nó cũng giống như là bạn đang xây lâu đài trên cát đấy Nếu bạn làm theo kiểu như vậy thì nó rất là mong manh nhưng mà nếu giả sử bạn xây dựng mô hình doanh nghiệp và không cần có bạn mà nó vẫn chạy tốt thì đấy là doanh nghiệp bền vững và bạn hoàn toàn có thể làm được. Quan trọng nhất là bạn có cái ý chí, bạn có quyết tâm và chắc chắn bạn sẽ làm được khi bạn quyết tâm đủ lớn. Dạ vâng ạ. À, một độc giả khác tại Bắc Giang có gửi câu hỏi về chúng tôi như sau. Tôi là chủ của công ty sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, đi lên từ nghề truyền thống của gia đình, kinh nghiệm kinh doanh đều do bố và chú của tôi truyền lại. Dù có nhiều thuận lợi thế nhưng hơn 10 năm doanh nghiệp cứ mãi loanh quanh, doanh thu vài chục tỷ một năm, rất khó để bứt phá. Vì tôi là con độc nhất, không có anh em để cùng chia việc cùng làm. Tôi muốn mở rộng doanh nghiệp thế nhưng không biết mô hình nào sẽ phù hợp và cần phát triển như thế nào, tìm người ở đâu. Các khách mời tư vấn giúp tôi làm thế nào để có thể phát triển mở rộng doanh nghiệp bền vững với ạ cái này chắc anh Huấn sẽ phù hợp á, à, anh Huấn là một người trải à, nghiệm tuyệt vời cái, à, cái cái trải nghiệm của bạn này là giống hệt như uh, xây dựng Trí Nam cách đây uh, uh, 3 năm trước bốn năm trước uh, mình cũng tìm câu hỏi liên tục như thế đó và cái lời khuyên của bạn đó nếu mà theo từ trải nghiệm của mình á là hãy liên hệ đến trường uh, success business school à, gặp thầy tôi Nhật là nhanh nhất à, tất nhiên á, là chúng ta học có nhiều giải pháp à, cái câu chuyện ở đây á, là bạn đó bạn đang có một cái lợi thế là kế thừa từ cha và chú À, đây là một lợi thế rất là lớn rồi vậy nhiệm vụ của bạn đó bây giờ làm sao để tìm ra được cái đầu ra cho khách hàng thật tốt mình nghĩ cách tốt nhất là lên học à, mình nhắc lại một nữa học có thể trên mạng đặt mình thắc mắc câu hỏi gì đặt câu hỏi và tìm được trên mạng qua những cái bài chia sẻ của những người thầy qua những cuốn sách và nhanh nhất muốn hiệu quả nhất thì hãy tìm đến những người thầy à, có năng lực thật sự những người thầy đích thực và những người thầy à, thực làm và có cái giá trị thực để chia sẻ, để hướng dẫn cho mình có thể làm được Đó là nhanh nhất, cách hiệu quả nhất Dạ vâng ạ à, Câu hỏi cuối cùng của độc giả Phan Quang Huy tại Long An Có gửi về một câu hỏi rất thú vị à, Tôi không phải ông chủ công ty, thế nhưng bố tôi năm nay đã hơn 60 tuổi Là chủ của một doanh nghiệp về điện à, Công ty thì tuy không lớn, thế nhưng gắn bó và mang lại niềm vui cho bố tôi rất nhiều năm Vì ông vốn là một kỹ sư điện Thế nhưng gần đây sức khỏe của bố tôi kém dần, ông muốn nghỉ ngơi thế nhưng con cái không ai theo nghề Thế nên cũng không kế thừa được công việc và công ty thì vẫn phải phụ thuộc vào một mình bố tôi Ông sợ hễ thì buông tay thì phá sản, lại mang thêm gánh nặng cho con cái Rất mong khách mời cho tôi cũng như bố tôi lời khuyên trong trường hợp này ạ Cái câu hỏi này cho phép tôi chia sẻ một chút Thì năm 2005 là doanh nghiệp của bên chỗ Amacao là được 10 năm rồi Mà mọi thứ đều lệ thuộc vào là ông chủ là bên chỗ anh trai thôi thì lúc đấy tôi đặt ra một câu hỏi như này cho ông ấy Là Thế sẽ như thế nào nếu như mà anh ốm xuống đấy Ai sẽ điều hành Ai sẽ điều hành doanh nghiệp này Thế thì tự nhiên là Ừ nhỉ đúng không Tức là bản thân lúc đấy anh trai tôi còn rất trẻ Thì mình đã phải đặt ra cái câu hỏi đó rồi Chứ không phải bây giờ đến tận năm sáu mươi tuổi rồi Tất nhiên chưa muộn đúng không? Đấy bây giờ ốm xuống đấy là doanh nghiệp sẽ bị lao đao Ai sẽ điều hành đấy Cho nên đối với lại bên chỗ cái doanh nghiệp này Thì đây là một cái thời điểm tuyệt vời một thời điểm hoàn hảo để cho chủ doanh nghiệp phải bắt đầu bắt tay vào việc là đào tạo thế hệ, phải đào tạo chuyển giao, phải đào tạo thương à, phải xây dựng thương hiệu, phải xây dựng hệ thống, đào tạo đội ngũ kế cận và từ đấy rồi mình sẽ phải rút dần ra. Chứ ông cứ ôm, ông cứ suốt ngày ông ông nghĩ rằng là ông là ngôi sao duy nhất trên bầu trời. Ông nghĩ rằng là chỉ ông mới làm được thôi và ông không muốn chuyển giao cho ai à, hoặc là ông cứ nghĩ rằng là ông nghi ngờ tất cả. Ông sợ rằng là Ừ, mình chuyển giao cho chúng nó, Xong rồi nhỡ đâu chúng nó lại ra lập doanh nghiệp riêng, hoặc là chúng nó sẽ sang đối thủ, đúng không? Có thể người ta sẽ sợ như vậy, hoặc trong lòng người ta sẽ nghi luôn nghi ngờ là sợ chúng nó không làm được. Nhưng mà thực ra ấy, thì mình phải làm thế nào để vắng cô chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng, chợ càng vui và phải như vậy thì mình mới có thể là bên vững được. Cho nên là đây lại là cơ hội tốt. Tôi cho rằng nó lại là một cái dấu hiệu cực kỳ tốt để cho doanh nghiệp này cần phải bắt tay vào là để xây dựng hệ thống, xây dựng thương hiệu, xây dựng đội nhóm và đồng thời là phải phát triển những thế hệ tiếp theo. Và từ đấy rồi, một ngày nào đấy có thể là 2 năm nữa, ông ấy 62 tuổi. Đúng không? Chỉ cần khoảng tầm 2 năm thôi. Đến 3 năm là cùng là ông đã có thể là nhìn cái doanh nghiệp của mình vận hành không cần có ông ấy nữa. Mà lúc đấy ông vẫn còn trẻ, vẫn còn phong độ. Thì có phải hạnh phúc không? Đúng không? Có thời gian cho gia đình, có thời gian đi du lịch, có thời gian cho bản thân. Và đặc biệt là ông lại nhìn thấy cái cơ cơ ngơi của mình là phát triển mà không cần của mình, sướng quá đúng không? Quan trọng là ông có quyết tâm hay không? Ở cái tuổi 60 ấy thì thông thường là hơi là nhiều khi có một số những người thì nghĩ rằng là hơi già để bắt đầu. Nhưng mà nếu mà so với lại cái ông đại tá Sanders là khi mà khởi nghiệp cái công ty KFC ấy thì rõ ràng là ông tận 65 tuổi ông mới khởi nghiệp, thế mà về sau ông đã trở thành tỷ phú. Rất nhiều người ở độ tuổi 50, 60 nhiều khi là không muốn bắt đầu nữa và không muốn làm cái gì nữa cả Và cái đấy là cái cực kỳ nguy hiểm Nhưng với tôi thì tôi nghĩ rằng là 60 tuổi vẫn còn rất trẻ, vẫn còn rất sung sức Và nếu như mà anh bắt đầu, anh xây dựng hệ thống, anh chuyển giao, anh đào tạo đội ngũ kế cận Thì chỉ cần độ khoảng tầm đôi ba năm là chắc chắn anh sẽ có được một doanh nghiệp rất bền vững Dạ vâng ạ. À, xin được cảm ơn những chia sẻ và những câu trả lời của các khách mời trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. À, quý vị thân mến, hành trình dài ngàn dặm thì thường bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. À, câu nói này nếu như áp dụng vào các doanh nghiệp thì chúng ta có thể hiểu là mọi tập đoàn lớn thì đều đi lên từ những doanh nghiệp nhỏ và chúng ta đều kỳ vọng là năm mới đến thì sẽ có những cơ hội mới dành cho những doanh nghiệp, những doanh nhân tại Việt Nam để từng doanh nghiệp nhỏ sẽ trở thành những chú xếo đầu đàn và kinh tế Việt Nam sẽ cất cánh trong năm rồng và hy vọng là trong năm mới, à, trong buổi tọa đàm ngày hôm nay thì sẽ giúp ích thật nhiều cho các doanh nghiệp, các doanh nhân trong bước chuyển mình quan trọng về kinh tế. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các vị diễn giả ngày hôm nay đã chia sẻ và chúc các diễn giả của chúng ta cũng như là quý độc giả của báo dân trí sang năm mới thì sẽ có thật nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công ạ. Cảm ơn MC Minh Ngọc. Cảm ơn các anh chị. À cảm, cảm, cảm ơn Minh Ngọc. À cảm ơn tất cả quý vị của báo dân trí. Chúc quý vị đón Tết Giáp Thìn an vui, hạnh phúc và doanh nghiệp của quý vị sẽ phát triển thành công năm 2024 này. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn các vị.